vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào tất cả người anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về điều thuyền nha anh em. Thì điều thuyền anh em được sử dụng cũng khá là nhiều bởi vì độ khó chịu của nó. Tuy thì bây giờ điều thuyền cũng bị giảm sức mạnh một xíu khi mà có món đồ phụ trợ đó là khắc chế một phần nào. Nhưng mà không vì thế điều thuyền ít sử dụng nha anh em. Điều thuyền vẫn là chất tướng cực kỳ là khó chịu luôn. Thì khi mà anh em farm xong level 2 rồi thì anh em di chuyển qua bùa của tém địch nhá. Bởi vì hiện tại thì đó là SP tém mình lấy sai rồi mà, nên là di chuyển sang bùa tém địch thì cực kỳ là dễ và thuận lợi luôn. Ôi, bò Toro nó vào rồi anh em ạ. Ai ăn được bùa đấy? Rất may anh em ạ, cơ rẹp tém mình ăn được bùa ấy. Rồi pha này bắt luôn này, trâu thì đánh lấu cũng chết. Bò chạy đâu, mình chuẩn bị có đông bắn nha. Rồi khép góc này. Tạm biệt bò thân yếu, tạm biệt đó là bò xá nhẹ nhá. Và này thì tốc biến bên qua bờ tường thoát thân đây anh em ạ. Ôi ôi thôi xong rồi. Vậy đi. Chạy vòng vòng. Ôi Triều Vân đuổi ai. Ôi Triều Vân. Hên quá anh em ạ, Triều Vân đuổi ai lăn đó. Thế luôn này, phá đỏ mà Triều vẫn dí mình thì mình không còn cơ hội sống sót nữa. Nhưng mà đuổi Elando thì Elando tém mình vẫn đang vung vầy được anh em ạ. Bởi vì chân tưởng Elando thì quá cỡ đồng so với một Triều vẫn khá là tu. Phá đỏ thì Elando chỉ còn một xíu máu ấy. Anh em thấy thì Elando chỉ còn một chấm máu luôn. Nhưng mà vẫn sống sót. Thế luôn này. Gọi là trong cái rùi còn có cái máy anh em ạ. Thì phá đó cũng đúng thôi, nó lựa chọn xạ thủ thì cũng đúng. Bởi vì thực tế thì Elando chỉ còn một xíu máu, nhưng mà bắt xạ thủ thì vẫn tốt hơn đó là bắt mình. Ở clip này mình cùng trình bày cho anh em về lối trang bị bảng ngọc cũng như là khu hiệu dành cho điêu thuyền nha anh em. Nhiều anh em thì chơi cùng bẹt điêu thuyền rồi đấy, mình thấy đồng bắn cực kỳ là hái chuẩn luôn. Rồi pha này chơi được rồi, đồng bắn này, một ém này, bo này. Đồng bắn bo thì hơi khó một xíu nha anh em, nhưng mà khó nhưng mà không thể là không đồng bắn được. Khi mà nó hết chiêu thức rồi thì đồng bắn khá là dễ ấy. Còn khi mà nó đang gông, đang rủ thì thôi nhá, đừng có đồng bắn làm gì. Lại cướp bùa. Thì bởi vì chất tưởng bên kia đó là Triều Vấn mà anh em cũng biết rồi. Mất một con bùa thì cực kỳ là phế luôn ấy. Mà khi mà đã phế mà cứ ép bùa liên tục thế này thì không được chơi luôn. Rồi anh chàng vấn cá, ôi thôi xong rồi, ôi pha này cơ rẹp tém mình có thủy thân tuyệt vời luôn anh em ạ. Đông bắn ba người luôn này. Tạm biệt mấy bàn này luôn này. Rồi chuẩn bị có đông bắn tiếp anh em ạ. Rồi lại được đông bắn tiếp rồi, ôi pha này ghi được tốc biển bên kia rồi. Hết mà na anh em ạ, hơi bị tiếc luôn. Bây giờ chiêu cuối vẫn còn. Nhưng mà hết mana thì chịu thôi, đánh phải đó lui về. Ok, pha này mình lại xin đó là rừng tém binh con búa xanh anh em. Bởi vì anh em thấy thì rừng tém binh búa xanh. Ok, rừng tém binh dương rồi. Những người đồng đội quả là tuyệt vời anh em ạ. Đánh thế này thì cho dù lột cùng gọi là toài nguyên. Ok, Vân Ca chạy đấu rồi. Rồi tạm biệt Vân Ca. Đồng bắn, ôi khép góc đường về rồi, chạy đấu con sâu lên bảng điểm số này. Thôi pha này tốc biển cho nó an toàn anh em ạ, để cà phê này dí hơi bị mệt đấy. Rồi đồng bắn phạt này, chạy đấu, ui lên bảng điểm số mất rồi. Bên mình thì có cơ rẹp nhá, những cụ thủy thân của cơ rẹp thì chọn giúp mình có thể đồng bắn dễ hơn nữa.
Ôi, pha này bị dí rồi anh em ạ, khá là khó chịu đến từ mình hết chiêu hai mất rồi. Pha này bật cái quả cầu băng xương lên này, đồng băng được rồi này, sử dụng chiêu cuối luôn này. Ôi, tiếc quá anh em ạ. Vẫn bị mang chấm dứt luôn, pha đó thì mình hạ gục được nó nhưng mà nó cũng hạ gục được mình luôn. Khá là đáng tiếc, bị mang chấm dứt dành cho xạ thủ của tém địch. Để cà phê đi xanh xáo thì xíu nữa nó bắn cũng khá là mệt đấy. Về ngọc cho cà phê ní thì sẽ sử dụng ngọc như sau: ngọc đỏ là cống phép và dưới giáp phép, ngọc tím 5 viên tốc đánh tốc chạy và 5 viên đó là cống phép và hút máu phép, còn ngọc xanh đó là ngọc giảm hồi chiếu nhá. Về phù hiệu ở trận đấu này mình sử dụng bộ phù hiệu chuyển sinh. Còn về trang bị thì mình sẽ lên bộ trang bị theo thiên hướng đó là phép thôi. Tất nhiên thì đối với điêu thuyền thì sẽ phép, anh em không đi SP thì không lên đồ phụ trợ thì sẽ lên theo thiên hướng phép thôi. Rồi pha này đồng bằng, ôi lại một lần nữa ghi đủ lượt được rồi anh em ạ. Rồi pha này chạy đấu chiều 1 làm chầm này, chiều 2 đồng bằng được này, chiều cuối này, một bộ combo đơn giản của điêu thuyền, chiều 1, chiều 2 đồng bằng rồi chiều cuối thôi. Rồi pha này á thú chắc có lẽ là hết đường chạy rồi anh em ạ. Chiêu hai của điêu thuyền thì có thể đồng băng hai lần nha anh em. Rồi pha này đồng băng tiếp này, đồng băng tiếp, ôi thủy thân tốt kia. Rồi pha này đồng băng này, ôi đồng băng được xạ thủ của tém địch rồi kia, dừng tém binh đó là vào lùm lúa hết anh em ạ. Thời tiết nắng nóng này thì cứ đồng băng liên tục càng tốt anh em nhé. Về trang bị thì đầu tiên mình lên cho nó phương hoang lê, tiếp đến dây kiên cương ấy, tiếp đến mình sẽ lên cho nó đó là những món đồ khác, ví dụ như đó là ở trận đấu này thì chắc có lẽ là mình sẽ lên cho nó đó là món đồ giảm hồi máu nha anh em, bởi vì bên kia có cả phân lý cũng như là có á thú nữa ấy. Nhưng vì tướng hồi phục khá là kính nên là mình sẽ lên cho nó cái sạch nha anh em, bởi vì hiện tại thì đi mid anh em lên sạch cực kỳ là tốt, bởi vì cái sạch thì có khả năng xứ giáp nữa. Rồi tém mình thì thập diện mái phục này, bắt vấn cá của tém địch nhá. Pha này thì vấn cá của mà chạy lên quần, cơ rẹp tém mình thì có thêm cái thủy thân nữa, thì bỏ quá tô rô. Nhìn tô rô, nhìn tô rô mà hai anh em ạ, tô rô đứng gồng và ba người bỏ quá đuổi theo triều vấn luôn. Bởi vì thực tế để đánh được bo tô rô một cách nhanh chóng thì khá là khó, nên là thôi bắt triều vấn cho nó nhanh gọn anh em ạ, bo khó quá bỏ quá. Chơi điêu thuyền thì anh em nên lưu ý gì khi mà anh em mất cái nồi tài, khi mà miễn sát thương ấy, những cái lớp giáp ảo đó anh em á, thì anh em cẩn thận nha anh em. Thời điểm mà cái giáp ảo này mà thời gian hồi chiếu nhánh ấy thì điêu thuyền cực kỳ là bá hot pick, nhưng mà thời điểm hiện tại thì điêu thuyền cũng khá là ít sử dụng. Con nào cũng vậy, một thời điểm thì nó hợp meta và một thời điểm thì nó sẽ không hợp nữa. Rồi bò này, đi đông bắn bò này. Tạm biệt bò nhá, thịt bò gạt bếp. Thế những món đồ mình sử dụng, ví dụ như đó là ngọc đài pháp sứ, dây kiến cương, trường bắn, rồi đến đó là cái món đồ giảm hôi máu, sạch truy hôn, rồi tiếp đến có thể là vương miền, hoặc là anh em có thể lên cho nó đó là cái quyền trường. Ok, rồi pha này lại đồng bắn được tiếp rồi. Nói chung về chất tướng của tém địch thì cũng không quá cỡ đồng ấy, nên là đồng bắn khá là dễ nha anh em. Sạch truy hồn đã được lên rồi, và khi lên xong cái sạch truy hồn này thì chắc có lẽ là kết thúc trận đấu luôn anh em ạ. Chỉ còn mồi đó là con bo vung vẩy nữa thôi. Trận đấu hủy diệt anh em ạ. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi kênh này của mình. Những trận đấu thì quá khó khăn, cũng có những trận đấu thì khá dễ. Ok, bye bye anh em nhé. Chúc anh em đó là có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công.